Cốc cốc cốc, bạn cần thiết kế meal plan và workout plan 10 tuần giúp thay đổi hình thể phải không? Hãy nhắn tin ngay cho mình trên Facebook Hana Giang Anh. Hiện tại thì Hana đang nhận thiết kế meal plan và workout plan, vừa có chế độ tập tại nhà, vừa có chế độ tập tại phòng gym. Bạn sẽ có các link video để tập theo như thế này và Hana sẽ thiết kế cá nhân để phù hợp với mục tiêu của từng bạn. Ngoài ra còn có chế độ ăn trong vòng 4 tuần và lặp lại trong 8 tuần, thực đơn cực kỳ dễ mua. Hãy liên hệ và inbox cho mình nha. Bố mẹ ngày xưa không được đọc nhãn mác thực phẩm đâu. Vẫn sống sờ sờ đấy. Vẫn sống thọ lắm, vẫn khỏe mạnh lắm. Bạn đang rất là mệt đúng không? Xong bạn uống một cốc nước mía hoặc là bạn ăn đồ mà kiểu trái cây hoặc là sinh tố nước ép thì bạn sẽ thấy khỏe ngay lập tức. Bởi vì đường đơn nó sẽ hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta rất là nhanh. Sữa hạt, bây giờ các bạn cứ nghĩ là uống sữa hạt là nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà thật ra thì có rất nhiều loại sữa hạt ở Việt Nam mà họ làm không hề healthy một chút nào cả. Họ cho thêm rất nhiều đường vào và nếu các bạn để bị đánh lừa bởi cái nhãn mác to của thực phẩm mà không đọc chi tiết về thành phần thì các bạn sẽ bị nhầm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Và ngày hôm nay là thứ 6 nên chúng ta sẽ được gặp nhau trong một số về dinh dưỡng. Trong tập về dinh dưỡng ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc nhãn mác thực phẩm, cách để phân biệt, phân tích cái nhãn mác của thực phẩm, các thông tin ở trên đấy nói lên điều gì và cách để lựa chọn thực phẩm nào mà tốt, chất lượng gần gũi với cả tự nhiên hơn dựa trên nhãn mác của thực phẩm nha. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đọc nhãn mác của thực phẩm? Sao mà chúng ta cứ không kiểu ăn như là bố mẹ ngày xưa? Bố mẹ ngày xưa không được đọc nhãn mác thực phẩm đâu. Vẫn sống sờ sờ đấy, vẫn sống thọ lắm, vẫn khỏe mạnh lắm. Chắc chắn luôn là sẽ có người comment như thế thì mình trả lời cho câu hỏi này nha. Đó là bây giờ ấy, cái thời đại thị trường có đa dạng hóa về sản phẩm với các cái nguồn gốc khác nhau, có cái nguồn gốc không rõ ràng, có cái rõ ràng, rồi giá thành từ cao đến thấp, nói chung là chúng ta bơi trong một đống các cái thể loại lựa chọn về thực phẩm với đủ mọi thể loại giá cả luôn. Thế nên nếu như mà mình không biết cách đọc nhãn mác thực phẩm ấy thì mình sẽ không thể có cái sự lựa chọn thông minh và đúng đắn được, đúng không? Và bây giờ thì đồ nó có rất nhiều hóa chất này, nguồn gốc không rõ ràng thì làm sao để các bạn phân biệt được cái điều đấy, hay là các bạn chỉ nghe người ta nói thôi, nghe cái bà chợ nói thôi. Đó, thì đấy là lý do. Thứ hai, chúng ta sẽ quản lý được cái cân nặng của mình khi mà chúng mình đọc nhãn mác thực phẩm. Ví dụ là bạn đang trong một cái chế độ ăn kiêng chẳng hạn, bạn muốn tăng cân và giảm cân thì bắt buộc là các bạn cần phải biết được là cái thực phẩm mình ăn vào nó có bao nhiêu calo thì nó mới có thể tăng cân hoặc giảm cân được. Thứ ba là đọc nhãn mác thực phẩm sẽ giúp rất là nhiều cho những cái người mà đang quản lý bệnh, ví dụ như là bệnh tiểu đường này, bệnh cao huyết áp này, bệnh tim mạch và một số những cái bệnh lý khác. Với cả hơn nữa, cuối cùng là khi các bạn đọc nhãn mác thực phẩm các bạn mới biết được là cái thành phần nguyên liệu của nó có cái gì, chất phụ gia, chất bảo quản, chất tạo màu, tạo hương liệu thì nó sẽ ghi hết ở trên cái phần nhãn mác đó và mình sẽ phân biệt được là cái gì nó gần với cả thiên nhiên, healthy, lành mạnh hơn, tốt cho sức khỏe của mình hơn thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy hết ở trên nhãn của thực phẩm. Cụ thể thì mình cùng vào đây để đọc một cái nutrition fact ở phía đằng sau của một hộp sữa nha. Rồi ok, ở phía trên một cái nhãn bao giờ thì nó cũng sẽ có cái lượng calo. Calo là nói về cái mức năng lượng mà cái sản phẩm này có để nạp vào cơ thể của chúng mình. Và lượng calo thì bao giờ họ cũng sẽ ghi là trên cái serving. Serving là một cái phần mà mình sẽ dùng hàng ngày ấy. Ở đây là 200ml, có nghĩa là trong 200ml sữa thì sẽ có 62 calo. Rồi tiếp theo bao giờ cũng sẽ có số total fat, là cái lượng tổng chất béo ở trong 200 calo này. Và nó sẽ chia ra là saturated fat, unsaturated fat, ở trong này thì không có nha, nhưng mà có cả trans fat. Đó, có 3 chỉ số chất béo khác nhau. Thì unsaturated fat và trans fat sẽ là những cái loại chất béo mà chúng ta nên hạn chế vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của mình. Cái sữa này thì rất là tốt này, các bạn thấy không? Trans fat là bằng 0 nha. Saturated fat thì là 0.8. Đó, rất là ổn. Tiếp theo là chỉ số cholesterol. Cholesterol là nói về cái mức cholesterol mà nó có trong 200ml sữa này. Lượng cholesterol mà chúng ta nạp vào trong thực phẩm nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tổng lượng cholesterol trong máu của mình và nó cũng sẽ góp phần làm ảnh hưởng tới bệnh tim mạch đó. Nên là chúng ta nên chọn những cái loại thực phẩm nào mà có chỉ số cholesterol càng thấp thì càng tốt. Ở đây là 0mg. Nên là cái sữa này nói là nó lành mạnh là lành mạnh ở đây đấy các bạn phải đọc kỹ mới hiểu được nha. Rồi tiếp theo sẽ có sodium. Sodium là cái lượng natri, lượng muối ở trong sản phẩm này là 80mg. Thì chúng ta sẽ dùng cái con số này để tính cái tổng lượng muối trong một ngày, xem là mình có bị nạp muối một cách quá mức hay không. Và tiếp theo sẽ là total carbohydrate. Total carbohydrate bao giờ cũng sẽ chia ra làm hai loại khác nhau. Một là dietary fiber, là lượng chất xơ. Hai là total sugar, là cái lượng đường ở trong này.
Đó, và ngoài ra thì sẽ có cái added sugar là cái lượng đường mà thêm vào. Sữa này hoàn toàn là không thêm đường, các bạn nhìn thấy không? Không gram added sugar. Rồi cái lượng chất xơ này thì tất nhiên là có càng nhiều chất xơ thì càng tốt rồi đúng không? Cái thực phẩm mà có nhiều chất xơ thì nó sẽ giúp ổn định đường huyết này và tốt cho hệ tiêu hóa của mình. Còn sugar đó là cái lượng đường mà tự nhiên ở trong sữa, trong 200ml sữa. Rồi và cuối cùng sẽ là lượng protein. Protein ở đây là 1,2g, nó cũng khá là thấp so với một cái loại sữa bình thường. À không, nó trung bình thì đúng hơn. Thì cái protein này thì rất là quan trọng vì nó đóng góp cho cái việc phục hồi phát triển tế bào, sản xuất ra enzyme này và các cái loại hormone trong cơ thể. Đó, thế nên là cái chỉ số protein này nó càng cao thì sẽ càng tốt. Rồi ngoài ra thì chúng mình sẽ có cái lượng khoáng chất và vitamin ở phía dưới này. Vitamin and mineral là vitamin và khoáng chất nha. Thì ở đây mình có vitamin B12 này. Đó, sẽ tính theo kiểu UG. Calcium là canxi, sodium là natri đó. Rồi ở phía trên góc này sẽ luôn có hạn sử dụng. Sản phẩm nào cũng phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Mình phải check date nha. Còn một cái nữa là trên những cái sản phẩm này ở nước ngoài ấy, họ sẽ luôn có những cái chứng nhận sản phẩm này có phải là sản phẩm organic hay không, có non-GMO hay không. Đó thì nó sẽ có những cái logo và ký tự như vậy. Rồi các bạn không cần phải lo là người ta ghi bậy vào thì sao đâu nha. Tất cả những cái sản phẩm mà được sản xuất ra và gọi là bán ở trên thị trường ấy thì sẽ phải thông qua bộ kiểm định. Và mỗi một quốc gia thì đều có bộ kiểm định của họ. Khi họ kiểm định thì họ sẽ kiểm định xem là những cái thông số này nó có chính xác với những cái gì mà họ công bố hay không, và nó chính xác thì nó mới được đem ra ngoài thị trường. Khi mà lựa chọn thực phẩm, mình không muốn nói là mình phải tránh đâu nhá, nhưng mà mình thường sẽ không lựa chọn những cái loại thực phẩm gì mà nó không có rõ thông tin, bởi vì như vậy mình sẽ không biết được là mình đang ăn cái gì mọi người. Và đó chính là những cái cách để chúng ta có thể đọc nhãn thực phẩm và chúng ta phân biệt được rằng là liệu cái loại sữa này nó tốt hơn với mình hay là cái loại sữa này thì nó sẽ tốt hơn với mình. Rồi sau đó các bạn có thể tiếp tục so sánh giá cả của nó với nhau để lựa chọn được cái loại nào mà phù hợp nhất. Có một số cái loại thực phẩm họ sẽ không ghi rõ ở trên nhãn mác về đường và tinh bột và làm cho bạn có thể hiểu nhầm là cái sản phẩm đó không có đường, bởi vì họ ghi hết tất cả vào trong cái mục là carbohydrate. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để phân biệt đường và tinh bột và cách để phân biệt nó ở trên nhãn mác thực phẩm nha. Ở trong carbohydrate thì chúng ta sẽ có đường được gọi là sugar và tinh bột thì mình sẽ được gọi là starches. Hai cái này thì nó đều giống nhau bởi vì nó đều được xuất phát từ đường, nó đều là đường cả. Nhưng mà cái cấu trúc hóa học của nó sẽ khác nhau và cái cách mà nó ảnh hưởng lên sức khỏe của chúng mình cũng sẽ khác nhau. Thì đầu tiên là đường hay còn gọi là sugar, nó sẽ gọi là một cái phân tử đường đơn. Nó sẽ nằm rất là nhiều ở trong hoa quả, trái cây này và đường, đường kính. Tinh bột thì nó sẽ bao gồm nhiều cái đơn vị đường đơn được liên kết với nhau thành một cái chuỗi được gọi là đường đa, được gọi là đường phức. Khi mà chúng ta ăn những cái loại đường này vào trong cơ thể thì cơ thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để phá vỡ những cái chuỗi liên kết của cái đường phức này thành những cái đường đơn, rồi nó mới hấp thụ được vào trong cơ thể. Đấy là lý do tại sao khi mà bạn ăn những cái đồ trái cây ấy, bạn đang rất là mệt đúng không? Xong bạn uống một cốc nước mía hoặc là bạn ăn đồ mà kiểu trái cây hoặc là sinh tố nước ép thì bạn sẽ thấy khỏe ngay lập tức, bởi vì đường đơn nó sẽ hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta rất là nhanh. Đường đa thì không, đường đa sẽ mất nhiều thời gian hơn để hấp thụ. Nhưng chính bởi vì như thế nên chúng ta nên sử dụng cái đường đa này hay còn gọi là tinh bột nhiều hơn, bởi vì nó sẽ là một cái loại thực phẩm tự nhiên bền vững làm cho chúng ta ổn định đường huyết. Cái việc nạp quá nhiều đường nó cũng sẽ là nguyên nhân để gây nên những cái bệnh như là tiểu đường type 2 này, tim mạch, hoặc là làm cho chúng mình dễ dàng bị tăng cân. Thế nên là chúng ta không nên nạp quá nhiều đường, và đặc biệt là những cái sản phẩm nào mà added sugar, có nghĩa là người ta đã bỏ thêm đường vào chứ không phải là đường tự nhiên. Ví dụ như là bánh kẹo, sữa hạt. Bây giờ các bạn cứ nghĩ là uống sữa hạt là nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà thật ra thì có rất nhiều loại sữa hạt ở Việt Nam mà họ làm không hề healthy một chút nào cả. Họ cho thêm rất nhiều đường vào, và nếu các bạn để bị đánh lừa bởi cái nhãn mác to của thực phẩm mà không đọc chi tiết về thành phần thì các bạn sẽ bị nhầm. Để có thể phân biệt được là cái sản phẩm đó có thêm đường vào hay không thì các bạn sẽ đọc như thế này. Ở phía trong này thì các bạn sẽ tìm những cái chữ nào mà có ghi chữ added sugar. Ví dụ đây, added sugar, đường thêm vào là 6.3, có nghĩa là họ thêm đường vào. Tuy nhiên là nếu như mà họ hú họa mình thì sao? Có nghĩa là họ thêm đường vào nhưng mà họ cứ để chung hết ở cái mục carb, họ không có ghi cái phần added sugar. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải biết được là những cái loại thực phẩm nào mà nó nguyên liệu nó đến nhiều từ thực tinh bột. Ví dụ như là các cái loại hạt này, ngũ cốc này, khoai tây, khoai lang thì nó sẽ có nhiều cái starches.
tinh bột ở trong đấy, tinh bột phức ở trong đấy, và nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Và không phải là lúc nào người ta cũng viết đường ở trong nhãn mác dưới cái chữ là sugar đâu, người ta sẽ thêm dưới nhiều những cái tên gọi khác. Các bạn có thể đọc ở cái phần nguyên liệu hoặc là thành phần ấy, sẽ có những cái tên như kiểu là glucose, maltose, sucrose, fructose, syrup. Đó, thì tất cả nó đều là đường hết. Nghe tên hoa mỹ thế, thật ra nó là đường. Đường đơn nha. Đừng để bị lừa là cái sản phẩm này không có đường đâu. Rồi ok, tóm lại là đường đơn thì nó sẽ luôn nằm trong trái cây, nhưng mình chỉ ăn trái cây, hoa quả là đã đủ đường đơn rồi. Không nên nạp thêm nó vào trong cơ thể, càng nạp nhiều thì sẽ càng không tốt cho sức khỏe. Tóm lại là chúng ta nên ăn tinh bột từ đường phức để cho nó ổn định đường huyết và tốt cho sức khỏe của mình. Đó, thì phân biệt những cái đồ đó, đọc trên nhãn mác thực phẩm, các bạn cứ chọn các loại tinh bột để mà nạp. Đừng ăn nhiều bánh kẹo, thực phẩm chế biến, bởi vì những cái đấy bao giờ cũng phải cho thêm đường nó mới ngon. Đã bao giờ bạn thắc mắc là non-GMO là cái gì, không biến đổi gen là cái gì chưa? Và tại sao lại có một số những cái loại thực phẩm họ có ghi nhãn mác ở trên này là non-GMO? Và non-GMO thì nó còn chưa phổ biến ở các thực phẩm mà đến từ Việt Nam cho lắm. Và mình hy vọng là trong tương lai thì ở Việt Nam cũng sẽ có nhiều cái đơn vị có thể chứng nhận được non-GMO cho thực phẩm. Thì non-GMO hay còn gọi là không biến đổi gen là nó nói về một số những cái loại thực phẩm mà nó không thông qua cái quá trình ở trong phòng thí nghiệm. Người ta sẽ chỉnh sửa và can thiệp bằng cái kỹ thuật biến đổi gen. Nó sẽ có cái khả năng như kiểu là chống lại được cái thuốc trừ sâu, kháng thuốc trừ sâu, hoặc là chống lại được sâu bệnh, hoặc là tăng được cái năng suất, hoặc là sản lượng, hoặc là trông cho nó kiểu đẹp hơn, bóng hơn, to hơn. Đó, thì những cái thực phẩm đó là đã được thông qua kỹ thuật gen và nó không thông qua quá trình lai tạo tự nhiên. Có hai lý do chính để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn cái sản phẩm non-GMO. Thứ nhất là do yếu tố về sức khỏe, nhưng mà cái này thì nó chưa có những cái thông tin khoa học để chứng minh đâu mọi người nha, mà tất cả chỉ là giống như kiểu là lan truyền cái sự lo ngại của nói chung người dân thôi. Thì người ta lo rằng là khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm mà biến đổi gen ý, thì nó sẽ có ảnh hưởng về sức khỏe này, hoặc là ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, hoặc là hệ đường ruột, hoặc là gây dị ứng và kích ứng. Rồi cái lý do thứ hai mà mình thì rất là quan tâm nhá, đấy là cái việc tác động của nó đến môi trường, là khi chúng mình mà sử dụng thực phẩm biến đổi gen thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển những cái thực phẩm đó một cách tự nhiên mà không qua cái kỹ thuật biến đổi gen. Sản phẩm của Việt Nam nha, rất là uy tín nha mọi người. Và ở đây sẽ có cái mác này, chứng nhận USDA Organic. Thì cái chứng nhận này cho sản phẩm của Việt Nam là nó đã bao gồm chứng nhận non-GMO rồi nha. Thì để có được một cái chứng nhận non-GMO ấy, thì tất cả những cái nguyên liệu mà người ta sử dụng để tạo ra một cái sản phẩm này sẽ đều phải được chứng nhận là không biến đổi gen, sử dụng những cái nguyên liệu không biến đổi gen rồi. Thì ở Việt Nam thì có một số những cái sản phẩm mà chúng ta rất là quen thuộc hàng ngày có khả năng cao là nó bị biến đổi gen rồi nha. Thì thứ nhất là ngô hay còn gọi là bắp ấy, là một trong những cái thực phẩm mà bị biến đổi gen nhiều nhất ở Việt Nam. Và gần như tất cả những ngô bắp mà mình ăn ấy, là làm gì cái gì chứng nhận là non-GMO đâu. Mà nó không có chỉ ở bắp luộc, ngô luộc hay là ngô nướng đâu nhá, nó còn nằm ở bột bắp này, dầu mà chúng mình dùng để kiểu gọi là chiên xù đó. Đó là những cái đó, nó cũng sẽ là thực phẩm biến đổi gen hết. Rồi thứ hai là đậu nành, chắc là mọi người biết nhiều rồi ha. Rồi thứ ba là cà chua. Và thứ tư là các cái loại dầu mà đến từ các loại hạt, như là hạt cải này, hạt hướng dương này. Đó, thì những cái dầu đó cũng là những cái dầu mà nếu bạn mua ở Việt Nam mà không có ghi chữ chứng nhận non-GMO thì nó là có thể là đã bị biến đổi gen. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả thịt, bắp hay là đậu nành. Người ta sẽ không chỉ là kiểu khi mình ăn mà người ta còn dùng để cho động vật ăn nữa, kiểu như là dùng trong cả chăn nuôi để sản xuất công nghiệp cho mình ăn nữa. Nên là nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm thịt. Còn một cái điều nữa là không phải tự nhiên mà những cái thực phẩm nó có nhãn mác là non-GMO hay là organic thì nó đều đắt hơn những cái loại thực phẩm mà không có nhãn mác như vậy, không có chứng nhận như vậy. Đó, bởi vì là người ta phải nhập cái nguyên liệu của nó đã là nguyên liệu organic và non-GMO rồi. Thế nên là nó đã chất lượng từ nguyên liệu rồi và nó ra sản phẩm cũng sẽ chất lượng như vậy, nên giá thành của nó chắc chắn là sẽ cao hơn. Mình chỉ muốn giải thích như thế thôi để mọi người có cái sự cân nhắc về giá cả và chất lượng của thực phẩm khi mà mọi người mua. Tóm lại, cái chuyện là mua đồ mà có chứng nhận organic hay là non-GMO hay không nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái quyết định cá nhân của mỗi người thôi. Thứ nhất là cái vấn đề quan điểm đạo đức của mình với môi trường. Thứ hai là cái điều kiện kinh tế của mình và những cái lý do cá nhân về sức khỏe của mình nữa. Nên là sự lựa chọn là bạn.
Còn về chứng nhận organic thì sao? Đây cái này, hai cái này là chứng nhận organic nha. Thì để có được cái chứng nhận organic này, bắt buộc là nếu như mà là rau củ quả chẳng hạn thì sẽ cần phải đạt được những cái điều kiện như kiểu là không sử dụng phân bón hóa học này, không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp này, rồi không sử dụng những cái thành phần biến đổi gen. Còn nếu như mà là thịt thì sao? Thì cái đồ ăn cho cái động vật đó phải là đồ ăn organic, gọi là điều kiện chăn nuôi ấy, nó phải được ở trong điều kiện tự nhiên. Đó, thì các bạn thấy là để ra được một cái miếng thịt organic ấy, là nó vô cùng là nhiều những cái điều kiện khác nhau mới ra được cái miếng thịt hay là mới ra được cái thực phẩm như thế này. Ở Việt Nam thì sẽ có một số những cái tổ chức và thương hiệu organic, ví dụ như là VOAA, Việt Nam Organic Agricultural Association, là một trong những cái tổ chức đầu tiên tại Việt Nam mà chuyên về lĩnh vực công nghiệp hữu cơ. Rồi Organic Việt Nam là một cái thương hiệu nông sản hữu cơ nổi tiếng ở Việt Nam. Rồi Vinamit, chắc là các bạn cũng ăn mít sấy của Vinamit nhiều rồi đúng không? Thì bên này cũng là một cái thương hiệu mà đã được chứng nhận là thương hiệu hoàn toàn hữu cơ luôn. Rồi còn làm như thế nào để chúng ta có thể mua được thực phẩm organic? Đấy là các bạn hãy đến những cái cửa hàng và siêu thị mà người ta chuyên bán đồ organic. Bước chân vào đây á là 100% đồ trong này là đồ organic rồi. Ví dụ như đây, mình đang quay ở organicfood.vn, nằm ở 93 Trần Não. Và một lần nữa thì mình cảm ơn organic.vn đã cho mình cơ hội đến đây để quay và giới thiệu với mọi người về các nguyên liệu và thực phẩm ở trong này. Lời kết cuối cùng thì đây chỉ là một video để có thể giải thích cho mọi người hiểu tất cả những cái giá trị dinh dưỡng ở trên các thông tin ở trên nhãn mác của thực phẩm thôi. Thì lựa chọn cái loại thực phẩm nào phù hợp với điều kiện tài chính của bạn này, với tình hình sức khỏe của bạn và với cả những cái vấn đề đạo đức của bạn nữa thì nó hoàn toàn là do bạn. Tốt hơn hết thì chúng ta vẫn nên kiểu có cái sự mix, sự đan xen, và mình lựa chọn xem là thực phẩm nào thì mình sẽ sử dụng organic và thực phẩm nào thì không cần thiết phải là organic. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lựa chọn những loại thực phẩm tốt khi mà nó không có nhãn mác, ví dụ như khi mình đi chợ thì sao nha. Thế nên là hãy theo dõi kênh YouTube của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.